Thưa quý vị, thời gian gần đây, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP tại Đà Nẵng đã trở nên sôi động hơn, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập sâu rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao, các chủ thể OCOP vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển sản phẩm. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Nước mắm Hương Làng Cổ của công ty trách nhiệm hữu hạn mắm Hồng Hương là một trong những cơ sở sản xuất lâu năm tại làng nghề nước mắm Nam Hồ nổi tiếng của thành phố. Trải qua nhiều đợt đánh giá và thăng hạng OCOP, sản phẩm được đón nhận rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên, khi nhu cầu sản phẩm cao, đòi hỏi mở rộng quy mô sản xuất thì cũng giống như những chủ thể khác, nước mắm Hương Làng Cổ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong cơ chế chính sách hỗ trợ đất đai. Mong muốn là chính quyền địa phương tạo thêm điều kiện, ví dụ cho thuê đất, cho bà con thuê đất hoặc là cho các cái cơ chế nào đó để bà con mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập. Hiện nay cơ chế trang làng nghề thì đất hắn cũng còn ít mà mình cũng chưa được ưu tiên về cái việc thuê đất hay là sản xuất như thế nào thì nó rất là khó mở rộng. Ngoài khó khăn chung về việc mở rộng sản xuất, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình OCOP trong cộng đồng còn hạn chế. Nhiều tổ chức cá nhân chưa tiếp cận, nhận thức đầy đủ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm OCOP, số lượng sản phẩm chưa đồng đều giữa các nhóm ngành, phần lớn tập trung vào nhóm thực phẩm, chưa có sản phẩm OCOP từ làng nghề và sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Thời gian gần đây thì cái mức độ mà để mà tuyên truyền đối với cái chương trình mà quảng bá sản phẩm OCOP thì còn có hạn chế, do đề nghị trong thời gian tới thành phố nên tổ chức nhiều cái chương trình để mà quảng bá đấu với các sản phẩm OCOP để cho làm cho thành phố mình có nhiều sản phẩm hơn. Thực tế, chương trình OCOP được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng rất quan tâm, chú trọng là giải pháp trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuy nhiên, sự gắn kết, thông tin về chính sách, cơ chế giữa các sở ngành địa phương với người thụ hưởng là rất thấp. Điều này đã làm phát sinh những tồn tại nêu trên. Tôi cũng hay tập trung và cũng hay làm việc với sở công thương và các ngành cũng phải đẩy mạnh cái OCOP lên. Đẩy mạnh cái chương trình mỗi xã một sản phẩm á, tôi thấy Đà Nẵng cũng có rất nhiều tiềm năng cái những cái việc này và mình cũng sẵn sàng mình ban hành chính sách thuận lợi những việc này. Bên cạnh những câu chuyện là cái sản phẩm mang tính đặc trưng thì cái này nó cũng góp phần cho giải quyết việc làm ở cơ sở rất là tốt, rất là tốt. Nhưng đi thực tế một số nơi tôi nhận thấy là cái thông tin chính sách của thành phố dành cho những chương trình này gần như là chưa đến được với người dân, chưa đến được với đối tượng cần thụ hưởng. Cho nên cái sự tham gia của họ và dẫn đến cái điều kiện để phát triển cái sản phẩm là gần như là nó không có cái cơ hội được nhiều. Phát triển sản phẩm OCOP là cách để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, sức sáng tạo và thay đổi tư duy người làm nông nghiệp khi quỹ đất không còn nhiều dư địa để phát triển. Kỳ vọng với hết sự hỗ trợ đồng hành của các sở ngành thành phố, sự nỗ lực của các chủ thể, chương trình OCOP sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và điểm tựa quan trọng thúc đẩy các sản phẩm OCOP Đà Nẵng tiếp tục vươn mình, khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường.